Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ học về hai cái chuẩn mực mới là IAS 38 Intangible Asset và IFRS 15 Revenue from Contract with Customer. Trong đấy thì IAS 38 thì nó ngắn và tương đối là dễ, còn IFRS 15 thì dài hơn. Và nhưng mà chúng ta sẽ chỉ học đủ để cái phần mà chúng ta sẽ thi thôi, chứ không phải học toàn bộ tất cả các cái khía cạnh của chuẩn mực. Nếu mà mọi người quan tâm thì mình có thể gửi cho các bạn một cái video phải mấy tiếng về cái chuẩn mực đấy. Bởi vì là nếu mà các bạn biết không, cái chuẩn mực IFRS 15 là bản thân nó đã dài hơn 200 trang rồi. Nên là để interpret cái chuẩn mực đó với tất cả các cái ứng dụng của nó thì nó rất là dài. Và môn Financial Reporting thì chúng ta không phải học hết tất cả như vậy. Rồi cái chuẩn mực IAS 38 Intangible Asset thì nó khá là tương đồng với chuẩn mực Việt Nam, với VAS 04 của Việt Nam. Và trong đó thì mình cũng nhìn thấy có hai cái, chúng ta nhìn thấy có hai cái điểm. Điểm đầu tiên đấy là các bạn sẽ nhìn thấy cái quy định về Internally Generated Asset, những cái tài sản mà công ty tự tạo ra, mà nghĩa là đấy, internally nghĩa là tự nội sinh nó tạo ra ấy, thì sẽ không được ghi nhận là tài sản. Cụ thể là như thế nào? Ví dụ như là các bạn sau nhiều năm kinh doanh thì chúng ta có một cái lượng portfolio khách hàng rất là lớn và rất là giá trị, nhưng cái portfolio khách hàng đấy không được định giá và không được ghi nhận như là tài sản vô hình, mặc dù khi mà chúng ta bán đi chẳng hạn, khi mà chúng ta bán vốn đi hoặc là có người muốn đầu tư vào công ty, có đơn công ty khác muốn đầu tư vào công ty này thì họ sẽ đánh giá rất là cao cái portfolio đấy. Nhưng ngược lại, mà cũng không phải nó không mang lại giá trị, nhưng ngược lại thì nó lại không được đánh giá lý do là sorry mọi người ạ, bởi vì lý do là nó được gọi là internally generated thì không được tính là tài sản. Tại sao cái bản chất nào mà nói là internally generated không được ghi nhận? Bởi vì là chúng ta sẽ nhìn thấy là nó có những cái điều kiện để ghi nhận tài sản, và trong một trong những cái điều kiện đấy là nó phải measurable, trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh thì nó phải đo lường được. Nhưng nếu mà là internally generated thì nó sẽ không đáp ứng được cái điều kiện measurable này. Nói nôm na là nếu như các bạn kiểu tự nhiên học dần dần mình giỏi lên ấy, thì mình không thể nào mình đo lường được mỗi ngày mình giỏi lên bao nhiêu đấy. Giống như thế, nếu mà mình cứ kinh doanh và hàng ngày nó làm cái portfolio khách hàng của mình nó tăng lên ấy, thì mình cũng không biết được là ngày hôm nay tôi làm thêm khách hàng này thì profile công ty tôi thêm được bao nhiêu tiền, kiểu như vậy. Nên là không được ghi nhận, đúng chưa? Đối với cả tài sản cố định vô hình thì chúng ta cũng giống như là tài sản cố định hữu hình, là mình cũng có initial recognition into measurement at cost. Nghĩa là khi chúng ta mua một cái tài sản, ví dụ như mua phần mềm hay là mua bản quyền hay là mua các cái franchise, thì chúng ta cũng được coi, cũng vẫn coi là initial measurement bình thường, và chúng ta cũng vẫn ghi nhận vào cost theo cái nguyên tắc mà chúng ta đã học ở IAS 16 về property, plant and equipment. Đấy là những cái chi phí mà nó liên quan trực tiếp đến tài sản nhưng mà nó nhằm tạo ra cái tài sản đấy. Đối với tài sản vô hình thì nó có thêm một cái định nghĩa nữa, đấy là trong trường hợp mà nó có cấu phần là hữu hình, thì nếu như cái phần hữu hình đấy nó nhỏ không đáng kể thì nó vẫn được coi là tài sản vô hình. Cụ thể là như nào? Ví dụ như là mình hay lấy ví dụ là cho các bạn dễ hình dung, như là cái tờ giấy quyền sử dụng đất chẳng hạn, thì rõ ràng là hữu hình đấy chứ, nó có tờ giấy mà. Nhưng mà cái giá trị của cái tờ giấy dùng để in ấy nó rất là nhỏ, nhưng mà cái giá trị của cái thông tin trên cái tờ giấy đấy là ai là người có quyền thì mới là lớn, đúng không? Vậy thì lúc đó chúng ta nhìn thấy là chúng ta coi nó là tài sản vô hình vì cái cấu phần vô hình nó lớn hơn. Hay là các bạn đựng một cái phần mềm ở trong một cái đĩa chẳng hạn, thì cái đĩa nó rất là rẻ, đúng không ạ? Nhưng mà cái phần mềm ấy thì nó có thể rất nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn coi nó là vô hình đấy ạ. Thế thì tất cả cái đấy nó áp dụng với rất nhiều thứ, ví dụ như là kiểu như là một cái hệ thống hay là tường lửa này đấy, thì tất cả những cái đấy người ta đều tính xem là cái cấu phần vô hình và hữu hình ạ, thì cái tỷ trọng nó như thế nào để người ta có thể tính đó là tài sản gì.
6 cái điều kiện đây ạ, ở trong phần 3.3 này nói đến 6 cái điều kiện để chúng ta có thể được phép ghi nhận tài sản cố định vô hình nếu mà internally generated. Đấy là trong trường hợp mà chúng ta có cái hoạt động gọi là research and development, thì các bạn nhớ này, nếu mà chúng ta có research đây ạ, tất cả những cái gì mà research thì nó đều được ghi nhận là chi phí hết, nghĩa là không có đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản. Nhưng mà nếu mà development thì lại được quyền cân nhắc để ghi nhận tài sản nếu thỏa mãn cả 6 điều kiện. 6 điều kiện này là cái gì? Thứ nhất, technical feasibility, có đủ cái khả năng về mặt kỹ thuật để hoàn thành cái sản phẩm, hoàn thành cái dự án phát triển đấy. Nghĩa là nếu như đây là tôi đang nhá, mọi người phân biệt cho mình nhá, research và development là khác nhau. Research là nghiên cứu, có nghĩa là từ không để nghiên cứu xem nó có ra được cái gì hay không, thì khả năng mà đang không có gì mà tôi đi nghiên cứu để xem là có cơ hội để làm được đấy hay không ý, thì cái khả năng fail là rất là cao, cho nên chúng ta không được ghi nhận là tài sản, mà cái tất cả chi phí liên quan đến research đều được coi là chi phí hết. Nhưng nếu mà là development phát triển thì có nghĩa là tôi phải có một cái nền tảng rồi tôi mới phát triển, đúng không ạ? Tôi phải có cái sản phẩm rồi, bây giờ tôi nâng cấp nó đấy. Thế thì từ cái sản phẩm mà nâng cấp ấy, thì cái cơ hội để nó hình thành, nó thành công nó cao hơn rất là nhiều đó. Thế nhưng mà nếu như tôi đang có một cái sản phẩm rồi, tôi muốn nâng cấp nó, thì ví dụ như là tôi phải có đủ công nghệ về mặt kỹ thuật, tôi phải đủ công nghệ để có thể thực hiện được việc đó, thì đấy cái điều kiện đầu tiên. Điều kiện thứ hai đấy là sau khi tôi phát triển xong thì tôi có intention to use or to sell, nghĩa là tôi có dự kiến, tôi có phương án để sử dụng hoặc là để bán nó. Sorry mọi người, cho mình xin mấy phút ạ, mình sẽ bắt. Sorry mọi người 1 phút ạ. Rồi, chúng ta quay lại với 6 cái điều kiện. Điều kiện đầu tiên mình đã nói rồi đúng không ạ? Là phải có kỹ thuật. Điều kiện thứ hai là muốn phát triển cái sản phẩm, muốn muốn cải tiến cái sản phẩm đó, thì phải có thị trường để use, để dùng nó hoặc là bán nó, nghĩa là sau này phải mang lại giá trị trong tương lai. Cái việc này để tránh cái trường hợp là có rất là nhiều những cái dự án phát triển ra sau đấy capitalize lại nhưng mà không chứng minh được là mang lại lợi ích. Vì thế nên là ở đây hầu như là mọi người đều làm kế toán ấy, thì mọi người phải lưu ý một chút nhé. Đấy là nếu như mà mình hình thành tài sản cố định vô hình ở công ty mình chẳng hạn ấy, thì một trong cái điều kiện đấy là mình phải chứng minh được là sau đó nó có doanh thu, đúng không ạ? Một cái nữa là có khả năng bán được, nghĩa là có thị trường đấy, có người mua, hoặc là ở ngoài có những sản phẩm tương tự thế để cạnh tranh rồi đấy ạ. Và trong tương lai thì sẽ có future economic benefit, thì cái này nó cũng sẽ chứng minh được bằng các cái cơ hội mà mang lại lợi ích trong tương lai. Cái này quan trọng nhất này, có đủ cái nguồn lực. Nguồn lực ở đây là hai loại nguồn lực ạ, là nguồn lực về nhân sự và nguồn lực về tài chính. Bởi vì khi mà các bạn làm bài tập của môn financial reporting, các bạn sẽ hay gặp những người người ta bảo là công ty này bị thiếu tiền, bây giờ phải đi vay tiền. Thế và người ta nói hết thì các thứ các thị trường rất là tốt rồi vân vân, nhưng mà chỉ cần có một cái thông tin là hôm nay công ty này phải đi vay tiền cho cái dự án này, thì chúng ta phải mark ngay nó là nó không đủ điều kiện này, là công ty không có sẵn nguồn lực để thực hiện cái việc đó. Và một cái điểm nữa đấy là reliable measurement of expenditure, nghĩa là từng cái chi phí bỏ ra cho cái dự án phát triển này thì đều phải đo lường được và ghi chép được. Đấy là có 6 cái điều kiện như vậy. Thế thì hầu như là các cái bài tập mà liên quan đến IAS 38 đều xoay quanh cái 6 cái điều kiện này thôi, chả khác gì khác cả. Và người ta sẽ luôn luôn hỏi các bạn xem là có đủ điều kiện hay không. Tuy nhiên có một cái mà các bạn cần phải lưu ý, đấy là mình sẽ nốt lại cho các bạn, đấy là nếu mà các bạn đã capitalize, nôm na là như ở Việt Nam ấy, thì mình gọi là đưa vào cái tài khoản construction in progress ạ. Nghĩa là trong cái quá trình capitalize thì chúng ta sẽ treo nó lên thành một cái tài sản, đúng không ạ, đang dở dang. Và sau khi mà dừng cái capitalization này thì chúng ta mới nói đến đoạn
Amortization nghĩa là khấu hao, gọi là khấu trừ đúng không? Thì amortization thì sẽ có một cái khái niệm nữa, đấy là khái niệm về useful life, cái thời gian sử dụng hữu ích của cái tài sản đấy trong bao nhiêu lâu. Nó cũng sẽ tương tự như là chúng ta capitalize tài sản cố định hữu hình. Tuy nhiên ở tài sản cố định vô hình thì chúng ta phải yêu phải phải thỏa mãn 6 điều kiện. Khi amortization thì lại có hai tình huống á. Tình huống thứ nhất là không có useful life, hay còn gọi là indefinite useful life, nghĩa là không xác định được thời gian sử dụng hữu ích. Ví dụ như là đất chẳng hạn, đất thì sở hữu là sở hữu vĩnh viễn chẳng hạn, thì sẽ không có useful life, thì lúc đầu chúng ta sẽ không amortization. Nhưng mà chúng ta phải làm impairment test. Hôm trước chúng ta học impairment rồi đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là hàng năm chúng ta sẽ review lại impairment, thì lúc này chúng ta sẽ đưa nó vào cái test mà hàng năm chúng ta thực hiện để xem là cái giá trị tài sản đấy nó sẽ nổi như thế nào. Đối với trường hợp mà có useful life, có finite useful life, có nghĩa là mình có thể xác định được thời gian sử dụng, thì mình sẽ sử dụng các cái phương pháp để amortization tương tự như là depreciation. Nên chúng ta có hai phương pháp là theo straight line method hoặc là theo reducing balance. Ok nha. Đấy ạ, thì đấy là bài, đấy là cái nội dung của chuẩn mực 38 về intangible asset, thì nó chỉ có mỗi cái phần liên quan đến 6 cái điều kiện này ạ, là quan trọng nhất thôi ạ. Còn các cái khác thì cũng bình thường, cũng chỉ tương tự, khá là tương tự với cả IAS 16 thôi ạ. Ngoài cái chuẩn mực này thì mình còn muốn nói đến một cái chuẩn mực nữa, thì chắc là mình làm cái phần bài tập hôm trước mình đang dừng lại trước nhỉ, để cho nó trọn vẹn hết đi, rồi khi mình chuyển sang phần IAS và IAS 15 thì các bạn cũng cũng dễ hình dung ạ. Các bạn mở giúp mình đây ạ. Các bạn rửa cái phần intangible năng khởi asset ạ. Đây ạ, là câu hỏi số 33 và 34. Mọi người dành 3 phút các bạn làm cho mình câu 33 và 34. Sau đó các bạn cho mình xin đáp án vào trong chat box. Được chưa ạ? Mọi người cho mình xin đáp án chưa ạ? Rồi, mọi người ơi, câu 33 và 34 các bạn cho mình xin đáp án vào chat box là mọi người đã làm bài tập này chưa ạ? Mình cùng làm với nhau nhé.
đây là một cái câu kiểu câu hai điểm cho các bạn, nghĩa là nó không có scenario đi kèm, nó chỉ có câu hỏi thôi. Thì mỗi một cái câu này các bạn sẽ được 2 điểm. Khác với trong cái bài thi ấy, thì các bạn sẽ có 2 phần multiple choice, một phần là 15 câu như thế này thì là 15 câu, mỗi câu 2 điểm nhân lên là 30 điểm, và một phần là các câu tình huống. Thì các câu tình huống của các bạn sẽ là 5 tình huống, mỗi tình huống à xin lỗi 3 tình huống, mỗi tình huống 5 câu, và như vậy các bạn cũng có 15 câu nữa đúng không? Và với 15 câu đấy thì các bạn cũng được 30 điểm nữa, như vậy các bạn có 60 điểm multiple choice tất cả. Sau đấy các bạn có 20 điểm là phần lập báo cáo á. Đó. Rồi ạ, ví dụ như câu 33 chúng ta vừa mới học xong tức thì, cho nên mình hy vọng là các bạn đều sẽ chọn được đáp án. Bây giờ một cái công ty này họ đang developing a new product and expect to be capitalize the cost. So, which of the following would disallow the capitalization? Cái điều kiện nào thì không cho phép chúng ta capitalization? Nhớ là đây là disallow nhé, là không cho phép nhé. Thứ nhất là development of the product is not yet complete. Chúng ta không được chọn đáp án này bởi vì cái quá trình development ấy là một cái quá trình dài. Chúng ta có thể capitalize dần dần vào cái tài khoản capitalization đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà nó vẫn chứng minh được đủ 6 cái điều kiện thì kể cả là khi chúng ta chưa capitalize xong, chúng ta vẫn được ghi nhận vào. Nôm na là như ở Việt Nam là mình ghi vào cái tài khoản 241 nhé. Và đến khi xong rồi thì tôi sẽ kết chuyển từ cái 241 đấy sang 212 đúng không ạ? Chứ không phải là chúng ta chỉ có khi nào mà xong hết rồi mình mới capitalize đâu. Thứ hai là no patient has been yet been registered in respect of the product. Nếu như các bạn không đăng ký bản quyền thì có phải không ạ? Các bạn nhớ rằng nguyên tắc của chúng ta ấy là substance over form. Nên dù các bạn không đăng ký bản quyền nhưng mà nó thực sự là một cái tài sản thì các bạn vẫn được ghi nhận là tài sản, chứ không phải bắt buộc phải đăng ký bản quyền. No sales contract has been signed in relation to the product. Mặc dù là sales contract là một trong những điều kiện để chúng ta nhìn thấy cái khả năng nó tặng ra tiền, nhưng không có nghĩa là không có cái contract nào thì tôi không được ghi nhận. Đúng không ạ? Chúng ta có thể chứng minh một cách khác, ví dụ như là chứng minh bằng thị trường, chứng minh bằng các cái hợp đồng tương tự. Câu cuối cùng là it has not been possible to reliably allocate cost to develop the product. Nào, nếu mà chúng ta chưa thể, it has not been possible, chưa thể phân bổ chi phí một cách đáng tin cậy, thì cái này là nó vi phạm cái tính gì đấy ạ? Measurable, đúng không ạ? Reliably measurable, cho nên chúng ta sẽ chọn đáp án này. Nếu mà chúng ta không phân bổ được một cách đáng tin cậy, ví dụ nhé, bây giờ các bạn làm công ty công nghệ, các bạn làm cái sản phẩm phần mềm, là nhẽ sản phẩm phần mềm khi các bạn development ấy, là các bạn được quyền ghi nhận là tài sản, nhưng mà vì các bạn trả lương, các bạn trả lương tháng mà các bạn không có hệ thống time sheet để biết được là nhân viên của mình làm cái sản phẩm gì, thì lúc đó các bạn không đủ cái cơ sở để phân bổ một cách đáng tin cậy đúng không ạ, và do đó các bạn không đủ điều kiện để ghi nhận tài sản cố định vô hình. À, thì trong trường hợp này nó đã vi phạm một trong 6 cái nguyên tắc đấy, thì mình sẽ chọn đáp án là D ạ. Câu 34 ạ. Asaria has 20 million of capitalized development expenditure cost brought forward. Nào, số đầu kỳ. Opening balance của tôi là 20 triệu. Được chưa? Tôi có opening balance là 20 triệu. Và tôi có cái gì nữa? Research stage of the new product lasted until 31 December. And incur 1.4 million of cost. Ở đây người ta nói gì đấy ạ? Cái từ mình đang cái chân các bạn nhìn thấy ngay là research, đúng không ạ? Và mình vừa mới nói rồi là research này này thì sẽ ghi vào P&L như là chi phí. Chúng ta không capitalize cái research stage. Được chưa? Câu hỏi ở đây người ta hỏi là what amount will be charged to P&L? Như vậy các bạn sẽ thấy rằng là charge to P&L đầu tiên sẽ là research.
1,4 triệu. From that date, the project incurred the development cost of 800,000 per month. Mỗi một tháng là 800.000 là development cost, đúng không ạ? Vậy thì trong cái giai đoạn từ mùng 1 tháng 4, từ mùng 1 tháng 4, the director became confident that the project would be successful and yield a profit well exceed the cost. Có nghĩa là đến mùng 1 tháng 4 chúng ta mới có bằng chứng là cái dự án này sẽ thành công. Như vậy, câu hỏi là từ mùng 1 tháng 1, đây vì là research, là nếu mà nhìn timeline thời gian này mọi người để ý nhé, đến 31 tháng 12 năm X7 ạ, cái giai đoạn trước này là giai đoạn research tốn 1,4 triệu, đúng không ạ? Từ mùng 1 tháng 4 năm X8 thì ông này ông ấy confident that the project will be successful and yield a profit well in excess of the cost. Như vậy câu hỏi của mình là cái giai đoạn này ạ là giai đoạn mà đã hết giai đoạn research rồi, sang giai đoạn development. Nhưng cái giai đoạn development này nó chưa đủ điều kiện, đúng không ạ? Chưa đủ 6 điều kiện. Bởi vì người ta chưa tự tin, đúng không ạ? Cho nên là cái giai đoạn này, cái giai đoạn development cost, nhưng mà trong cái giai đoạn từ mùng 1 tháng 1 đến 31 tháng 3 là 3 tháng, đúng không ạ? Mình sẽ có 800.000 nhân 3 là không đủ điều kiện, đúng không ạ? Tiếp nữa là chúng ta vẫn đang phát triển tại ngày 30 tháng 9 này, được chưa? Tiếp nữa là chúng ta có cái mình tẩy bớt đi để có chỗ rồi biết ạ. Chúng ta có cái dự án opening balance chúng ta là 20 triệu ấy. Capitalized development expenditure amortized at 20 per annum. Có nghĩa là lúc này chúng ta sẽ có chi phí amortization. Đúng không ạ? Amortization của mình ấy, là ở cái balance là 20 triệu. 20% một năm. Đúng không ạ? Using the straight line method thì mình sẽ có đây là 4 triệu. Đúng không ạ? Rồi ạ. Và các bạn cộng lại này. 800 x 3 là 2 triệu tư. Đúng không ạ? Cộng với cả 1 triệu tư cộng với 4 triệu là 7 triệu 800. Ok ạ. Đó. Thì các bạn thấy không ạ? Cái bài này nó cũng hơi tính toán một chút để chúng ta nhìn thấy là chúng ta hiểu cái điều kiện khi nào thì được capitalize. Dạ. Rồi ạ. Cô vừa xong, có ai có câu hỏi gì không ạ? Mọi người làm tiếp cho mình câu hỏi số 36 và 37. Đây là hai cái câu hỏi về IS 38. Sau chúng ta chỉ làm nốt hai câu này, chúng ta sẽ chuyển sang IS 15 ạ. Các bạn có, bây giờ là 20 giờ 58 nhé. Các bạn có 3 phút để làm câu 36 và 37.
Dạ, câu 36 thế nào ạ? Tại ngày 30 tháng 9, trên báo cáo của Shandown Trial Balance, chúng ta có một cái brand có cost là 30 triệu. Dạ. Như vậy mọi người biết rằng là lúc này chúng ta sẽ có một cái tài sản là cái brand, nhưng mà nó đã được khấu trừ từ đầu kỳ là 9 triệu rồi. Như vậy thì mình sẽ có book value của nó là 30 trừ đi 9 là bằng 21 triệu. Được chưa? Amortization is based on a 10 year useful life. An impairment review on the first April concluded that the brand has a value in use là 12 triệu and remaining useful life of 3 years. Nghĩa là tại cái thời điểm trước ấy, chúng ta đang tính là 10 năm. 10 năm thì mình mới lấy 30 chia 10, mỗi năm là 3. Bây giờ tôi mới dùng được 3 năm thôi. Thật ra tôi biết 3 năm thì tôi khấu trừ được 9 triệu thôi, đúng không? Nhưng bây giờ người ta review lại thì người ta chỉ thấy là cái brand này chỉ còn có giá trị trong khoảng 3 năm nữa thôi. Và value in use nghĩa là nếu mà tôi dùng ấy thì nó sẽ tạo ra cái lợi ích là 12 triệu. Tuy nhiên tại cái ngày đấy thì chúng ta nhận được cái offer to purchase the brand for 15 million. Chúng ta còn nhớ là hôm nọ mình học về impairment đúng không ạ? Mình là người thông minh thì khi mình đứng giữa hai cái option, nếu dùng tiếp thì ra 12 triệu, nếu bán ngay thì thu được 15 triệu, thì lúc này recoverable amount của mình sẽ phải bằng gì ạ? 15 triệu, bởi vì mình sẽ lấy higher between value in use, đúng không ạ? Và fair value less cost disposal là 15 triệu. Bây giờ tôi biết là nó chỉ còn dùng được 3 năm thôi. Vậy thì tôi sẽ chỉ được khấu trừ trong 3 năm, chứ không được khấu trừ trong cái thời gian là 7 năm còn lại. Và vì thế nên là chúng ta sẽ phải tính cái depreciation, bởi vì ở đây người ta hỏi là what should be the carrying amount of the brand? Mọi người nhìn này, bây giờ lại là ngày 30 tháng 9, chúng ta review lại nó là tại ngày mùng 1 tháng 4 nhá. Đúng không? Tại cái ngày review ấy, đây là ngày mùng 1 tháng 4. Thì đây là mùng 1 tháng 4 này. Thì đến 30 tháng 9, nghĩa là 6 tháng sau, chúng ta sẽ có cái carrying amount là gồm có recoverable amount trừ đi amortization. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì chúng ta đã trải qua 6 tháng tiếp theo rồi. Recoverable amount ở đây là 15 triệu. Amortization của chúng mình sẽ là 15 triệu chia cho 3 năm nhân 6 thêm 12. Nghĩa là 5 nhân 6 thêm 12 đúng không ạ? Là bằng 2,5. Các bạn tính ra đây là 12,5, các bạn điền vào đây là 12.500. Rồi, nếu như mọi người cảm thấy chỗ nào các bạn không hiểu cách tính và tại sao ra cái đáp án như vậy, các bạn có thể hỏi mình luôn. Đó, thì ở cái câu 36 này các bạn học lại hai cái. Một là vừa tại sao mà mình phải dạy các bạn về impairment trước khi mà chúng mình học bài AS 36 à 38, và nó đồng thời nó còn có phần amortization nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ xem tiếp này. Câu này Dempsey's year end là 30 tháng 9. Dempsey đang phát triển cái giai đoạn phát triển sản phẩm để tạo ra một cái sản phẩm, một cái new pharmaceutical drug, nghĩa là một cái loại thuốc ấy ạ, mới tại ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chi phí là 40 triệu 40.000 một tháng until the project was complete on 30 June when the drug went into the immediate production. Cho đến khi nào, cho đến 30 tháng 6 là xong, thì mỗi một tháng là chúng ta mất 40.000. Nghĩa là tính theo thời gian nhé, là mình sẽ mất 40.000 đến tận 30 tháng 6, đúng không ạ? The director became confident of the project success on the first of March. Nhưng mà các bạn lại phải nhìn ra này. Chúng ta vẽ cái timeline thời gian rồi nhé. Để các bạn dễ hình dung này. Nếu mà chúng ta bắt đầu là ngày 1 tháng 1, được chưa? Thì chúng ta sẽ làm đến 30 tháng 6. Đấy. Và cả cái quãng này là phát sinh chi phí. Nhưng chúng ta lại có một cái quãng ở giữa là ngày 1 tháng 3. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 1 tháng 3 này, là nó chưa đủ điều kiện để ghi nhận là tài sản này. Được chưa? Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 1 tháng 6 này, thì lúc này đã đủ điều kiện để ghi nhận tài sản rồi thì sẽ được capitalize. Được chưa?
Như vậy thì cái đoạn này nhé, mình phải ghi cái này là P&L, đúng không nào? Ở đây là capitalize. Đó. Bây giờ mình sẽ tính xem là cái chi phí, cái carrying amount tại ngày 30 tháng 9 như thế nào. Bởi vì sau đấy á, thì chúng ta lại phải, đến 30 tháng 6 là xong rồi chúng ta lại phải khấu hao, đúng không ạ? Vậy thì tại cái thời điểm 30 tháng 6, ở chỗ này mình hết chỗ rồi nhé, mình viết tiếp. Đến bao nhiêu tháng 9, 30 tháng 9, đúng không ạ? Thì cái chỗ này này, chúng ta phải amortization. Đúng không ạ? Và nó sẽ ảnh hưởng đến carrying amount, bởi vì carrying amount của mình thì sẽ tính bằng cách là mình phải tính cái số mà mình đã capitalize ra, đúng không ạ? Đây ạ, cái giai đoạn mà mình capitalize là 3 tháng này này. Capitalize là 40.000 một tháng. Đúng ạ? À không ạ, từ mùng 1 tháng 3 đến 30 tháng 6 là 4 tháng. Là 160. Đúng ạ? Tiếp nữa là chúng ta amortization, vì đây người ta hỏi carrying amount tại ngày 30 tháng 9 thì đã phải khấu trừ rồi. Chúng ta biết là 160 này sẽ dùng trong vòng 5 năm, đúng không ạ? Bây giờ tôi chỉ khấu hao 3 tháng từ 30 tháng 6 đến 30 tháng 9 thôi. Đúng ạ, 1 phần 4 đúng không ạ? Là bằng 8.000. Như vậy, cái carrying amount ở đây là bằng 160.000 trừ đi 8.000 amortization thì bằng 152.000. Ở trong sách bài tập thì người ta viết 4 ô như này ạ. À. Nhưng khi mà các bạn đi thi ạ, thì nó sẽ là cái một cái có một cái hình tam giác ở đây ạ. Đấy, xong các bạn ấn vào đấy thì sẽ kéo thả ra các cái lựa chọn dưới này. Nhưng mà sẽ chọn là 152.000. Ok chưa ạ? Amount charged to profit or loss. Thứ nhất là đoạn này charge to profit or loss này. Mùng 1 tháng 1 đến mùng 1 tháng 3 là charge và profit or loss, đúng không? Thì mình sẽ có 40.000 nhân với 2 tháng là bằng 80.000. Cộng với cả cái 8.000 amortization ở đây nữa. Đúng không ạ? Chúng ta sẽ có số tổng số charge to profit or loss là 88.000. Ok chưa ạ? Đấy ạ. Thì cái dạng bài tập này nó không có, cái bài này thì nó không có impairment gì cả, nó thuần túy chỉ tính xem là lúc nào đủ điều kiện. Các bạn thấy các bạn người ta hay hỏi cái điều kiện lắm, thì các bạn nhớ thuộc cho mình 6 cái điều kiện đấy ạ. Ok chưa ạ? Mọi người thấy phần này chưa ạ? Đúng không? Không có gì đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang, nếu mọi người thấy ổn phần đấy rồi thì các bạn cùng mình chuyển sang IFRS 15. Khi mà chúng ta nói về IFRS 15 bây giờ không còn gì là mới nữa, bởi vì là nó đã ra cách đây đến 5 năm rồi. Cái thời điểm mà IFRS 15 mới ra ấy, thì là một cái big bang với tất cả mọi người. Tuy nhiên, và đây cũng là một cái chuẩn mực mà nó ra đời, phải nói là cái thời gian để ấp ủ ấy, là nó rất lâu, bởi vì nó phải những cái first draft ấy, là phải từ những cái năm 2011, 2012 ấy, đã có first draft rồi. Tại vì sao? Cái thời điểm đó khi mà ở Việt Nam chúng ta đang làm thông tư 200 thì chúng ta cũng đã tham khảo cái first draft đấy và cái gọi là cái tinh thần của cái draft đấy đã đưa vào thông tư 200 rồi. Nhưng mà mãi cho đến tận 2015, 2016 thì mới có IFRS 15. Và đến bây giờ thì Việt Nam chúng ta mới áp dụng IFRS 15 đúng không? Bắt đầu mới đưa vào những concept này vào. Và các bạn cũng nhìn thấy là IFRS 15 thì tên nó khác hẳn. Ngày trước ấy, IFRS 15 ra đời là thay thế cho hai chuẩn mực. Hai chuẩn mực đã phải bỏ đi. Đấy là IAS 11 tên là Construction Contract và IAS 8, 18 sau khi Revenue. Ngày xưa ấy, IAS 18 chỉ tên là Revenue thôi. IAS 11 thì giải quyết câu chuyện Construction Contract. Nhưng lúc đó IAS 18 chỉ phân biệt hai trường hợp, đấy là nếu mà bán hàng hóa, nghĩa là sale of goods và sale of service,
thi hạch toán như nào, có điều kiện để hạch toán cái doanh thu nếu như chia thành hai loại. Tôi được hạch toán doanh thu nếu mà tôi bán hàng đi và hàng đấy đã chuyển giao cho khách hàng, rủi ro không còn thuộc về phía tôi nữa. Còn loại thứ hai đấy là nếu mà tôi bán dịch vụ thì trong cái thời điểm, trong cái điều kiện nào tôi được ghi nhận là tôi đã hoàn thành dịch vụ vậy thôi. Nhưng mà riêng IS11 thì lại có rất nhiều những cái phức tạp. Tại vì sao? Khi mà ra đời IS11 về construction contract ạ, là hợp đồng xây dựng, thì người ta vốn chủ định là chỉ để hướng dẫn cho nhà thầu thôi. Nhưng mà nhà thầu xây dựng ạ, thì họ có rất là nhiều những cái ràng buộc. Thứ nhất là tiến độ thu tiền thì khác với cả tiến độ thi công. Thứ hai nữa là tiến độ nghiệm thu thì cũng khác lại, khác với cả hai cái tiến độ đó, khác cả cái tiến độ thi công lẫn tiến độ thu tiền. Thế thì làm sao để có cái căn cứ để ghi nhận cái revenue? Thế và nếu như mà cũng là ghi nhận doanh thu cả nhưng mà nó lại không match với IS18 thì sao? Và có nhiều cái sự conflict. Ví dụ như là tôi là nhà thầu xây dựng, tôi bảo tôi cung cấp dịch vụ thì cũng đúng, mà tôi bảo tôi bán hàng hóa gạch đá cát sỏi cũng đúng, hay là tôi gọi là chìa khóa trao tay ấy, tôi xây được cái nhà không, tôi bán cái nhà cái physically như là sale of wood cũng đúng. Và vì thế nên mình có cái tình huống đấy là nếu mà không định nghĩa được ấy, hoặc là những thứ tương tự như ở đồng xây dựng tầng về sau nó càng nhiều, ví dụ như là kể cả phần mềm ấy, cũng là một kiểu là construction thì không có cái gì để hướng dẫn cả. Và thế thì bây giờ thì mình có một chuẩn mực thôi, mình bỏ ngay thì mọi người đi để mình thống nhất về một chuẩn mực là revenue from contract with customer, nghĩa là từ các cái hợp đồng tôi sẽ ghi nhận doanh thu như nào. Thứ nhất là cái IFRS 15 này ra đời ạ, là thay đổi hẳn tư duy về ghi nhận doanh thu của kế toán. Chúng ta không ghi nhận doanh thu dựa vào bằng chứng chúng ta đã cung cấp dịch vụ, chúng ta không dựa vào cái hóa đơn mà dựa vào five step model. Five step là sao? Là bước một là mình sẽ phải nghiên cứu cái hợp đồng ấy. Cái bước này đã là cái sự thay đổi rất là đáng kể. Trước đây các bạn biết là hợp đồng ấy là phòng sale quan tâm đúng không ạ, không liên quan đến kế toán. Kế toán chỉ liên quan đến chuyện khi nào mà xuất hàng đi rồi xuất hóa đơn. Thế nhưng bây giờ thì kế toán lại là người phải identify the contract with customer, thậm chí là không phải là có một cái contract, không phải có một cái hợp đồng một cách physically, và chỉ cần thỏa thuận thôi, thì chúng ta cũng phải identify the contract with customer, thì chúng ta phải biết được thỏa thuận như thế nào. Ví dụ như là chúng ta bán hàng nhưng chỉ có một cái order thôi ạ, nhưng mà chỉ trên order đấy mình giao hàng thì đấy cũng đã được gọi là contract rồi, nghĩa là đấy là một cái agreement đúng không ạ, và nó tạo ra cái quyền của bên kia được nhận hàng và cái nghĩa vụ của chúng ta để mang hàng đi. Thứ hai là khách hàng là ai đúng không ạ, và chúng ta sẽ nhìn thấy là nó phải có năm cái điều kiện để hình thành một cái contract. Thứ nhất là hai bên đã phải thỏa thuận và phê duyệt cái hợp đồng đó, nhìn thấy được cái right và obligation, nhìn thấy được payment term và cái giá trị vật chất mà chúng ta trao đổi là gì, và cuối cùng đấy là chúng ta cũng nhìn thấy được là cái kết quả của việc trao đổi đấy như thế nào. Ví dụ như khi nào thì là tôi hoàn thành nghĩa vụ, khi nào thì là bên kia chấp nhận rủi ro đó, thì có năm cái điều kiện như vậy. Như vậy khi mà chúng ta bây giờ ấy, khi mà chúng ta làm kế toán thì chúng ta phải dựa vào cái này để chúng ta xem các cái hợp đồng mà các phòng ban khác làm ấy, nó có thỏa mãn điều kiện của IFRS 15 để tôi có thể có cơ sở để ghi nhận doanh thu hay không. Ví dụ như là trên hợp đồng ấy, mà không ghi rõ payment term đúng không ạ, thì chúng ta cũng sẽ không có cơ sở để ghi nhận doanh thu. Hay là nếu như mà có payment term, ví dụ như là bình thường ngày xưa ấy, mọi người thấy là không phải ngày xưa lắm, nhưng mà nghĩa là trước đây chúng ta hay có một cái thói quen để làm cái hợp đồng nguyên tắc đúng không ạ, và trên cái hợp đồng nguyên tắc đấy thì chúng ta ký giữa hai bên. Thế còn mỗi một lần mua hàng thì sẽ có những cái order riêng đấy, ví dụ như vậy. Thế thì trên hợp đồng nguyên tắc có thể có nhiều điều khoản nhưng mà nó sẽ không cụ thể được, ví dụ như là sẽ có cả thời gian giao hàng, có cả thời gian trả tiền. Nhưng trong trường hợp mà không làm đúng như thế, hoặc là trong trường hợp trên hợp đồng chỉ nói rằng là ông này mua của ông kia còn giá là sẽ thay đổi ạ,
thì cũng phải nói được cái cơ sở để thay đổi và sẽ được báo giá ở đâu. Đó, thì đấy là cái mà mình sẽ phải lưu ý về việc review contract. Cái công việc identify cái contract with customer này ạ, nó chỉ thể hiện ra được là các bạn xác định ra được là cái fair value của giao dịch đấy là bao nhiêu tiền. Vậy thôi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái consideration deal ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái giá trị fair value là bao nhiêu. Tại sao lại có cái câu chuyện này? Bởi vì có nhiều giao dịch trước đây chúng ta ghi nhận khác và bây giờ chúng ta sẽ nhìn nhận khác. Ví dụ như là trước đây nhá, các bạn đi mua ấy, các bạn có cái đi bán hàng ấy, các bạn có cái khuyến mại là mua bốn thịt, ví dụ như là mua bốn cái sản phẩm này thì được tặng một, đúng không ạ? Và trước đây ấy, thì chúng ta vẫn coi là như thế, là chúng ta bán được bốn cái, còn một cái là mình xuất kho ra là để tặng khách hàng, nghĩa là ghi nhận vào chi phí bán hàng, đúng không ạ? Nhưng mà trên cái sổ bán hàng thì mình sẽ ghi nhận là bốn. Thì bây giờ không ạ, bây giờ chúng ta đã nhìn thấy là cái commercial substance của nó ấy, là năm, nghĩa là thực ra là tôi bán năm nhưng giá ấy, là bằng 4 phần 5. Nghĩa là tôi bán rẻ đi ấy, chứ khách hàng được nhận bao nhiêu? Bởi vì mình đang nhìn thấy là mình đang nhìn thấy right và obligation. Cái ông kia ông được nhận bao nhiêu ạ? Ông được nhận là năm. Cái obligation của mình là gì ạ? Là đưa cho ông ấy 5 cái, đúng không? Vậy thì tôi sẽ phải coi đấy là tôi bán 5 item chứ không phải 4. Và nhưng mà với cái giá là bằng 4 phần 5. Thế là đây là một cái giao dịch mà về bản chất đấy là giảm giá. Ok chưa ạ? Đấy, tương tự như thế, ví dụ như mọi người cứ thấy là những cái tình huống là các bạn ví dụ như là cái gì nhỉ? Các bạn mua một cái sim điện thoại ạ, và các bạn cam kết là các bạn sẽ dùng cái sim điện thoại đấy trong 5 năm, thì các bạn được mua một cái iPhone 13 Pro Max với giá bằng một nửa. Đó, ví dụ như thế, Viettel làm như thế. Thì các bạn sẽ phải thấy rằng là Viettel Pro Max, cái mà họ bán cái Pro Max ấy, họ bán gì đấy ạ? Họ không phải họ bán cái điện thoại, không chỉ là bán cái điện thoại mà họ bán cả dịch vụ nữa, đúng không? Và chúng ta phải tính ra được cái quyền và cái nghĩa vụ của mỗi bên. Ví dụ như là cái số tiền mà họ thu được thì tổng cộng là bao nhiêu, không phải là chỉ ngày hôm nay nhá, ngày hôm nay họ chỉ thu được có 1/2, có một nửa giá cái Pro Max, ví dụ như là 18 triệu chẳng hạn, nhưng thực ra trong tương lai ấy, thì họ sẽ thu được 5 năm dịch vụ, đúng không ạ? Và tôi phải lấy cái 5 năm dịch vụ đấy chiết khấu vào thời điểm hiện tại. Ví dụ giả sử ạ, mà nó ra thành một con số, vì giả sử nhất là 30 triệu, thì người ta có tổng hợp đồng đấy là 48 triệu, đúng không ạ? Và trong 48 triệu đấy thì người ta mới trừ đi cái fair price, cái giá, cái tỷ lệ, thì chia theo tỷ lệ. Ví dụ như là nếu như mà không phải là discount thì cái giá trị của 5 năm dịch vụ là bao nhiêu, cái giá trị của cái điện thoại là bao nhiêu, và sau đấy thì người ta sẽ tính ra cái tỷ lệ discount để người ta ghi nhận khác nhau, đúng không ạ? Ngày xưa ấy, thì là người ta sẽ tính ngay ở đấy là bán cái điện thoại. Nhưng mà bây giờ với các cái chiêu trò marketing ngày càng nhiều các loại tặng thêm, thì chúng ta phải thay đổi cái cách nhìn của kế toán, và chúng ta sẽ phải toán lại tại sao chúng ta phải identify contract with customer để xác định về right and obligation là vì như vậy. Tiếp nữa là chúng ta sẽ nhìn cái performance obligation, đúng không ạ? Đấy là những cái mình vừa mới nói đấy ạ. Đấy là ví dụ những cái gọi là unbundling of the contract, nghĩa là có được hủy ngang hay không để chúng ta xác định cái giá trị. Ví dụ như là vừa nãy mình nói là mình không được hủy ngang trong vòng 5 năm thì mình mới làm gì? Mình mới chiết khấu với thời điểm hiện tại, đúng không ạ? Chúng ta biết là chúng ta thỏa thuận gì này, cái này là biết thỏa thuận gì, cái này để biết được là tôi có nghĩa vụ gì, đúng không ạ? Bây giờ tôi mới nói đến tiếp là giá cả như thế nào, và transaction price cũng là cái thông số đã nằm ở trên contract rồi. Sau đấy chúng ta sẽ allocate ngược lại cái transaction price này với cái performance obligation để tính ra là đấy, như vừa sau mình nói là vừa có điện thoại vừa có dịch vụ viễn thông, thì tôi sẽ allocate, tôi tính theo tỷ lệ để tôi biết là mỗi cái đang phải giảm giá bao nhiêu. Được chưa? Và sau đấy tôi sẽ ghi nhận. Tôi ghi nhận tại thời điểm này tôi bán cái điện thoại và 5 năm tôi sẽ phân bổ một chi phí, xin lỗi, cái doanh thu đấy trong vòng 5 năm để ghi nhận là tôi có doanh thu. Được chưa? Khi mà chúng ta nói đến performance obligation thì chúng ta sẽ nhìn thấy là nó sẽ phải thỏa mãn cái điều kiện là satisfy
hai cái điều kiện, một trong hai điều kiện, một là satisfy over time, nghĩa là có một cái quá trình và nó được hoàn thành một cách dần dần. Còn ngược lại thì chúng ta lại có một cái là satisfy a point of time. Thế thì cái chuyện mà ngày xưa iOS 18 nói với các bạn về việc là bán hàng, là bán hàng hóa hay là bán dịch vụ là chỗ này đấy ạ. Nếu mà bán hàng hóa thì tôi gọi nó là satisfy at a point of time, còn bán dịch vụ thì là satisfy over time, đúng không ạ? Và do đó chúng ta sẽ tính toán cái thời điểm để ghi nhận doanh thu cũng như là giá trị để ghi nhận doanh thu. Rồi, bây giờ thì mình mới nói đến một cái câu chuyện nữa. Đấy là nếu mà trong trường hợp, ví dụ như quay lại câu chuyện là hợp đồng xây dựng đi, trong trường hợp mà chúng ta có một cái hợp đồng với khách hàng nhưng mà theo một cái dạng thức là cái tiến độ thu tiền và tiến độ thực hiện hợp đồng là khác nhau thì chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu như thế nào? Được chưa? Và chúng ta sẽ có cái cách để lựa chọn các cái measuring progress. Thứ nhất là chúng ta dùng cái gọi là output method. Output method nghĩa là dựa trên cái giá trị đã transfer cho khách hàng với các phần còn lại. Ví dụ tổng hợp đồng của tôi nhé, ước tính tổng hợp đồng là 100 tỷ để xây dựng cái dự án này, được chưa ạ? Nhưng bây giờ tôi đã transfer được cho khách hàng với giá trị hàng hóa là 50%, nhưng tôi làm xong được 50% rồi thì tôi có thể tính ra tương đương 50% đấy là 50 tỷ. Các bạn hiểu không ạ? Nhưng mà ngược lại, tôi lại có, nếu như trong trường hợp output mà nó không measurable, nghĩa là nó không reliably measurable, thì tôi sẽ chọn phương pháp là input. Nghĩa là ngược lại thì trong một cái dự án giống như dự án xây dựng ấy, thì mình sẽ có dự toán và tôi sẽ nhìn vào cái tổng dự toán đấy. Ví dụ như tổng dự toán của tôi nhá là 80 tỷ, đúng không ạ? Bây giờ tôi đã chi tiền ra là 20 tỷ rồi để mua chi phí rồi, thì tôi sẽ dùng cái input method này để tôi tính là thế thì tôi đã hoàn thành được 1 phần tư rồi. Các bạn lưu ý là tôi dùng cái nào ấy ạ? Đây là do lựa chọn, được chưa? Chứ không phải là do bắt buộc, mà do kế toán lựa chọn theo phương pháp nào mà đáng tin cậy hơn thì sẽ sử dụng phương pháp đó. Đáng tin cậy ở đây có nghĩa là tôi có cơ sở để đo lường, bởi vì có nhiều trường hợp ấy ạ, tôi không thể nào tính được cái tổng giá trị của cả hợp đồng, bởi vì ví dụ như người ta mà nói là gì nhỉ? Xây dựng nhận thì người ta cứ chi trả theo cái thực phát sinh cộng với cả cái phí, thế thì rõ ràng là không tính được tổng công trình là bao nhiêu tiền, đúng không? Thì người chúng ta sẽ phải dùng input method ạ. Thế còn nếu như mà kiểu chìa khóa trong tay tôi xây cái nhà này, chi phí để tôi xây cái nhà này tôi mặc cả với ông là cứ 2 tỷ là tôi xây xong, ông cứ đưa tôi 2 tỷ là ông có chìa khóa vào nhà, thì lúc đấy tôi lại phải tính ở trên cái gì ạ, output method, đúng không ạ? Thế thì cái việc mà tính theo output hay là input ấy ạ, thì không không có chuẩn mực nào quy định được là trường hợp nào thì làm gì, mà nó chỉ phụ thuộc vào việc là kế toán ghi nhận thôi, được chưa? Đây ạ, các bạn sẽ nhìn thấy là contract cost thì mình sẽ sorry cái này mình chưa nói đấy. Riêng cái phần này thì bây giờ mình sẽ thử làm một cái bài tập để mọi người hình dung là chúng ta sẽ tính toán nó như thế nào và nó sẽ đi qua những bước như thế nào. Để xác định ra là contract của chúng ta sẽ có những cái thông tin, có những cái số liệu gì, và từ đấy các bạn sẽ biết là các bạn sẽ phải hạch toán nó như thế nào. Đây ạ, mọi người xem thử. Đây ạ, các bạn có rất là nhiều bài luôn để làm. Đây ạ. Ví dụ nhé, bài số 7-7 này. Confident ký một cái hợp đồng vào ngày mùng 1 tháng 1 năm 2000X5 để xây dựng một cái nhà máy, được chưa ạ? Tổng cái chi phí sẽ là, tổng cái doanh thu sẽ là 2,8 triệu. Tổng ở đây có nghĩa là tôi hiểu là cái output ấy ạ, của tôi là 2,8 triệu. Nếu mà tôi làm xong hết thì tôi sẽ nhận được một cái doanh thu là 2,8 triệu, được chưa ạ? Tại thời điểm 31 tháng 12, nghĩa là 1 năm sau cái ngày khởi công, thì hợp đồng này được certify là 35%, được chưa ạ?
Như vậy thì các bạn biết là tổng total contract revenue tôi này là 2,8 triệu. Nhận. Bây giờ tôi biết là hiện tại thì tôi đã đạt được 35% rồi, đúng không ạ? Và 35% này tính như nào? Cost incur. Nè, mọi người nhìn này. Đến giờ này nhá, là tôi có cost incur là 740, nghĩa là tôi đã trả tiền là 740. Đây tôi gọi là cost to date nhá. Nghĩa là chi phí đến ngày hôm nay. Tôi có chi phí to complete. Chi phí để hoàn thành là 1,4. Được chưa? Như vậy các bạn nhìn nhé. Tôi có các thông tin ở trên hợp đồng này. Tổng contract revenue là 2 triệu 8. Đến ngày hôm nay tôi đã bỏ ra 740.000. Tôi còn phải bỏ ra thêm 1,4 triệu nữa. Được chưa? Như vậy tôi lấy 2,8 triệu này. Tôi trừ đi cái số tổng này. Đúng không? 740 cộng 1.400 là 12 triệu 140, đúng không ạ? Rồi ạ, tôi lấy 2 triệu 8 trừ đi 2 triệu 140, tôi sẽ ra được cái profit của cái hợp đồng này. Tôi ước tính tổng cộng là 660.000. Ok chưa ạ? Mình nói lại này, tổng doanh thu của hợp đồng là 2 triệu 8. Đến ngày hôm nay, tôi đã bỏ tiền ra là 7 triệu 4, à 740. Tôi còn phải bỏ ra thêm 1 triệu 400 nữa để hoàn thành hợp đồng. Như vậy tôi có profit của cả cái hợp đồng này là 660. Bây giờ tôi mới dùng đến số 35% này. Vì tôi đã hoàn thành 35% cho nên tôi biết là đến ngày hôm nay ạ, tôi được nhận một cái expected profit today. Nghĩa là cái lợi nhuận tính đến ngày hôm nay của tôi xứng đáng sẽ là 35% nhân 660.000. Nhá. 35% x 660 bằng 231.000. Ok chưa ạ? Cái chỗ này rất là quan trọng này. Tôi phải tính được là tại năm nay tôi đã hoàn thành xong 35% thì tôi được phép ghi nhận bao nhiêu tiền. Rồi, bây giờ tôi có revenue rồi. Tôi có ngày hôm nay tôi có revenue rồi đúng không ạ? Tôi có profit rồi. Vậy thì tôi sẽ xem là tôi được ghi nhận contract asset là bao nhiêu. Mọi người nhìn này, tôi bỏ tiền ra là 740, rõ ràng 740 này là tôi phải thu lại đúng không, mà tôi lại có profit to date, nghĩa là ngoài cái cost tôi đã bỏ tiền ra coi như tôi mua hộ ấy, thì tôi còn phải có profit của tôi nữa chứ, đúng chưa nào? Hai cái số này là hai cái số mà tôi phải phải ghi nhận là tôi đi đòi, đúng không ạ? Và lúc này tôi đã billing 700.000 rồi. Đây, 700.000 has been billed to the customer. Nghĩa là billed ở đây là tôi đã xuất hóa đơn cho khách hàng. Đó, mọi người nhìn này. Đáng nhẽ ra tôi phải thu về cái gì? Tôi thu về cost to date, tôi thu về profit to date. Đúng không ạ? Nhưng mà tôi mới bill được có 700 thôi. Thì cái phần còn lại tôi vẫn còn phải bill tiếp. Hay tôi còn gọi nó là contract asset là 271.000. Đây ạ. Được chưa? Bởi vì cái định nghĩa của contract asset như ở trong cái phần mà chúng ta đang 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 học. Đây ạ, định nghĩa về contract asset này là a right to consider for goods. Thấy không ạ? Đấy là quyền mà tôi đi đòi nốt những cái hàng hóa dịch vụ mà tôi được nhận, tôi đã bỏ ra rồi được nhận. Như vậy ở trong trường hợp này tôi xứng đáng được nhận, một là cái chi phí tôi đã bỏ ra, cái thứ hai là lợi nhuận cho đến tại thời điểm này. Nhưng tôi mới build được, tôi mới đi đòi được có 700 thôi, đúng không ạ? Thì tôi sẽ có một cái contract asset. Nói thêm để các bạn hình dung nhá, như vậy có nghĩa là ở trên phần báo cáo ấy ạ, ở trên cái báo cáo của người ta ấy ạ, trong phần asset ạ, thì người ta sẽ có một khoản account receivable là 700.000. Được chưa ạ? Người ta có contract asset là 271.000 nữa. Đây là hai tài khoản riêng biệt.
Và hai cái này nó cộng với nhau ấy thì nó đúng bằng cái doanh thu mà chúng ta đang ghi nhận. Được chưa? Là 971.000. Các bạn hiểu chưa ạ? Như vậy nó hơi khác với cả cái định nghĩa về doanh thu chúng ta đang hiểu là chúng ta tính trên cái total contract revenue đúng không? Nhưng ở trong cái tình huống này á thì người ta cho mình cái thông tin đấy là có hoàn thành được 35% và hiện tại là chúng ta sẽ có thông số là đã chi tiền ra là 740 và còn lại sẽ phải chi tiếp là 1,4 triệu nữa. Được chưa ạ? Như vậy các bạn nhìn thấy là cái cách mà chúng ta đang tính ở đây á, mọi người có biết là đây là cách theo cái cách input hay là output không ạ? Output Là output. output Mọi người nhìn thấy output ở đâu ạ? Nhìn thấy cái con số thể hiện là output ở đâu ạ? revenue ạ. Contract revenue. Hay Không hay. phải, đấy không phải là hint. Tại vì mình có dùng gì đến 2 triệu 8 đâu. Mình có dùng đến số 2 triệu 8 đâu. Mà cái hợp đồng đầu ra của cái việc xây dựng này là 2,8 Nhưng triệu mình có đô dùng số 2 triệu 8 ở đây để tính revenue đâu. Cái revenue của cái hợp đồng này nhá, là mình đang tính là 971, đúng không? mình tính 35% của cái 2,8 triệu. Từ nãy giờ mình có tính 35% là 2,8 triệu đâu. Có phải vì dựa vào profit không ạ? Đúng rồi, chính xác là vì mình dựa vào profit chứ không phải mình dựa vào contract revenue nhá. Đấy chính là cái mà mình muốn nói với các bạn ấy. Bởi vì là cái tổng contract revenue ở đây là 2,8 triệu. Tuy nhiên thì mình đang tính là tính dựa vào profit của hợp đồng. Và cái profit của hợp đồng đấy nó sẽ thay đổi. Các bạn biết là trong mỗi một năm ấy, thì cái cost incur sẽ thay đổi đúng không ạ? Và cái cost to complete cũng sẽ thay đổi. Nói cách khác là cái profit từ cái lúc mà mình lập hợp đồng ấy cho đến cái profit mà tại cái thời điểm mà mình đang tính ấy, là nó khác nhau. Ví dụ nhá, tại ngày mùng 1 tháng 1 năm 2005 mà tôi nhìn vào dự toán ấy, thì có thể cái hợp đồng này nó sẽ có lãi không phải là 660.000 đâu, mà nó có lãi 800.000 cơ. Có thể người ta nói rằng là cost là chỉ 2 triệu thôi. Được chưa ạ? Nhưng mà bây giờ tôi làm được 35% rồi, thì đáng nhẽ tôi phải lấy cái dự toán đó, tôi lấy 35% nhân bụp một cái với cả 800.000 đi, đúng không? Nhưng mà tôi không được làm như thế, mà tôi phải dùng cái thông tin đấy là ở thời điểm hiện tại cost incur là 740.000 và cost to complete là 1,4 triệu. Được chưa? Vậy thì khi mà tôi tính cái cost của ngày hôm nay và còn tiếp theo tôi còn phải chi trả bao nhiêu nữa thì nó có thể làm sai khác cái profit đi. Được chưa? Và do đó chúng ta đang tính ở trên profit ạ, chứ không phải đang tính trên revenue đâu ạ. Các bạn có thấy là tôi chỉ dùng mỗi cái 2 triệu 8 để trừ đi cái tổng của cost, nghĩa là hai cái số là cost to date và cost to complete đúng không ạ? Đấy ạ. Chứ mình không không chỉ tính trên revenue, mình không được tính là 35% nhân với cả 2 triệu 8 nữa. Đó thì đúng là nó là output, nhưng mà các bạn phải nhìn đấy là chúng ta đang tính là dựa trên cái revenue, dựa trên cái profit nhá. Nó hơi khác với cả cái hạch toán ở Việt Nam các bạn đang làm đúng không ạ? Mình không biết là có bạn nào đang làm kế toán các doanh nghiệp bất động sản không, nhưng mà đúng ra thì ở Việt Nam thì cái theo chuẩn mực cái chuẩn mực doanh thu của các hợp đồng xây dựng thì cũng tính như thế này, cũng có hai cách tính và cũng tính tương tự như thế này. Rồi mình làm thêm một bài nữa cho mọi người clear nhé. Mình hỏi với cái chị phải kéo lên cái đoạn trên một chút nào. Cái bài vừa rồi ấy. Đây. Đang hỏi đó, nếu mà khi mà mình tính thì cái cost to date thì nó đã là những cái mà nó đã xảy ra rồi và Mình phải có bill rồi, mình phải có, xin lỗi không phải mình có bill, mình phải có hóa đơn chứng từ cho cái cost này rồi. mình đã ghi nhận, tức là mình ghi nhận theo đúng cái trên hóa đơn rồi, nhưng mà cái Đúng cost rồi. complete với cả cái total Nôm na ở Việt Nam ấy là mình đã ghi cái này vào tài khoản 154 của dự án này rồi. Mình hiểu rồi cái, nhưng mà hai cái giá trị của total contract revenue với cả cost to complete là cái mà mình ước tính. Thế Đúng thì rồi. mình có cần À xin lỗi, total contract revenue không phải ước tính nhá, total contract revenue là cái đã sai, đã ký. đã ký. Thế thì mình hai cái giá trị mình có phải quy nó về cái thời điểm mình tính không? Hay Không. mình tức là Total quy contract revenue là cái số, tổng số đã ký ở trên hợp đồng chứ.
Đúng rồi, nhưng mà nó sẽ là một cái số tiền mình nhận, tức là mình có cần phải tính giá trị thời gian của dòng tiền chủ Không, không, không. hay. Tại vì mình cũng không tính cả cái 2 triệu 8 này tại thời điểm hôm nay, mà mình còn có cái cost to complete là mình ước tính nữa. Tóm lại là mình cái này nó chỉ là ước tính nên mình bỏ hết cái time value of money đúng không? Đúng rồi. Có hai lý do. Lý do thứ nhất là tại thời điểm này mình vẫn còn có cái cost to complete, nghĩa là mình vẫn còn phải ước tính cái chi phí mà mình sẽ bỏ ra nữa, cho nên là tổng hợp đồng là không thay đổi, vẫn lấy cái số số tổng đó. Cái thứ lý do thứ hai là thông thường hợp đồng xây dựng ấy thì cái time value for money người ta không bao giờ người ta tính vào, bởi vì nó cũng không quá lâu, mình cũng không xây một cái nhà mấy chục năm đúng không ạ, cho nên là cái độ gọi là độ trễ về mặt thời gian để tính time value for money nó ít, cho nên là thường là sẽ không tính cái đó. Em hiểu. Thế còn nếu ví dụ như phát sinh contract liability thì nó sẽ nằm bên kia đúng không? Ngược lại, trong trường hợp ngược lại, giả sử như trường hợp này mình sửa đầu bài đi, là mình đã build là 900 rồi, nghĩa là mình lại còn build ở đây là gì, chính là cái tiến độ thanh toán trên hợp đồng. Ví dụ, bởi vì phải theo cái tiến độ thanh toán là tại thời điểm nào thì tôi mới được số hóa đơn đúng không? Thế thì cái tiến độ thanh toán của tôi mà bây giờ tôi mới phát sinh ra là 971 thôi, nhưng mà tôi đã build là 1 triệu rồi chẳng hạn, thì lúc đó tôi sẽ có một cái contract liability, là vì tôi đang thu tiền, tôi đang đòi tiền ấy nhiều hơn cả cái số tiền mà tôi đã bỏ ra và profit là tôi được nhận. Thế Ok mình thôi, thì đấy mình sẽ có revenue, Ok mình sẽ hiểu. có liability. Alo chị Chi ơi, em Ừ. vẫn chưa hiểu cái chỗ mà 35% á chị, tức là cái dòng Ừ. đó người ta giải thích là như thế nào mà mình nhân với 35% của profit đó chị? 35% là 35% là cái đấy nhá, thôi để mình nói lại một cái tình huống đơn giản để cho mọi người hình dung nhá. Sau đây mọi người đây con mình vẽ lăng nhá nhá vào cái phần mình dạy sợ. Đây nhá, mình lấy bây giờ mình có cái tổng hợp đồng đúng không? Đây là mình có tổng hợp đồng này. Cái này là mình ký rồi. Mình vẫn lấy cái số vừa xong nha mọi người, dễ liên tưởng nhé. Cái này là ký rồi, ký trên hợp đồng là như thế. Cái này là tương đương với gì ạ? Tương đương với 100%. Đúng không ạ? Nghĩa là sau khi mà tôi làm xong hết rồi thì tôi sẽ đạt được cái revenue này. Tại thời điểm ngày hôm nay nhé, tại thời điểm tôi đã làm được 1 năm rồi thì tôi sẽ có total cost đúng không ạ? Có nghĩa cũng tương đương 100% nhé. Thì nó có hai cái, một là cái tôi đã bỏ tiền rồi đúng chưa ạ, là 700 bao nhiêu nhỉ, 40 à nhỉ. Cái thứ hai là cost to complete, nghĩa là tôi còn phải bỏ ra thêm này nữa. Ok chưa ạ? Như vậy tôi biết là nếu như tôi bỏ ra thêm một cái cost là 2.140.000 như thế này, nghĩa là tôi cộng hai này vào ấy ạ, thì tôi sẽ cũng đã đạt được 100%. Như vậy thì tôi có tổng cộng profit, thực ra là expected profit thôi. Tại sao tôi lại dùng từ expected? Bởi vì mỗi một năm ấy thì cái cost to date nó có thể thay đổi. Ví dụ như bây giờ giá thép tăng cao đúng không, thì cái cost to date nó sẽ thay đổi. Đấy, thì sẽ có 660.000 như này. Và cái này là tôi hoàn thành xong 100% thì tôi nhận được cái profit này. Ngày hôm nay đề bài nói với tôi là tôi mới hoàn thành được 35% thôi. Câu hỏi là năm nay tôi được ghi nhận cái profit today bằng bao nhiêu? Thì rõ ràng nó phải bằng 35% nhân 660 đúng không? Ok chưa ạ? Bằng bao nhiêu nhỉ? 231.000. Và đây là cái quyền tôi được nhận, bởi vì cái 35% này này là cái giá trị mà tôi đã làm được rồi. Ví dụ tôi đã xây cái nhà này đến tầng thứ hai rồi đó, trong cái nhà 8 tầng để tôi xong móng, tôi xây xong được thêm một tầng nữa rồi, thì nó được nghiệm thu và đánh giá là hoàn thành 35%. Em hiểu cái 35% ở đâu ra chưa ạ? Như vậy mình thấy là trong một cái hợp đồng xây dựng nhá, nó có mấy cái tiến độ, mấy cái thông tin. Thông tin thứ nhất là cái hợp đồng này bao nhiêu tiền tôi có rồi. Cái thứ hai là tiến độ thanh toán
build progress. Cái build progress này nó sẽ khác với cả cái tiến độ hoàn thành, completion progress. Đây ạ, đây là completion progress. Nhưng mà build của tôi á thì mới có 700 thôi. Được chưa ạ? Hai cái này là khác nhau, mặc dù nó xảy ra tại cùng một ngày là 31 tháng 12. Vậy thì cái khác biệt của nó là, câu hỏi sẽ là hôm nay tôi được ghi nhận bao nhiêu doanh thu. Ở Việt Nam rất nhiều bạn mà không có kinh nghiệm làm bất động sản thì các bạn sẽ ghi nhận là tôi sẽ ghi nhận doanh thu cái 700 nghìn này là cái phần mà tôi build. Lúc nào tôi xuất hóa đơn tôi doanh thu là sai nhé. Bởi vì nếu như đấy mới chỉ là cái phần hóa đơn được xuất ra theo cái tiến độ thỏa thuận hai bên thôi. Còn cái doanh thu, cái revenue chúng ta được ghi nhận lại bao gồm là thứ nhất là cái cost to date 740. Cái thứ hai là phần profit tại thời điểm này tôi đã được nhận là 231. Tổng doanh thu của tôi bây giờ đang là 971. Hay tôi nói cách khác là tôi đang billing thấp hơn so với cả phần doanh thu tôi được nhận. Vậy thì tôi sẽ còn xuất hiện một cái contract asset là một cái khoản phải thu nữa. Nhưng tôi chưa build. Ok chưa ạ? Và đến kỳ sau ấy ạ, thì tôi lại tính lại như này từ đầu. Lại revenue, lại cost to date, cost to complete, hoàn thành bao nhiêu phần trăm. Thì tôi lại tính ra xem là nó có contract asset hay là có contract liability. Mọi người hiểu chưa ạ? Nên là đây mới là cái mà chúng ta được ghi nhận doanh thu này. Và tại sao vừa nãy chúng ta nói với nhau rằng là cái cách tiếp cận với cả cái hợp đồng bây giờ nó khác với cả trước đây ạ, thì là tôi chỉ biết là tôi thỏa thuận với khách hàng là billing thì tôi ghi nhận doanh thu thôi. Đấy là IAS 18. Nhưng hợp đồng xây dựng nó lại là một cái tình huống khác. Và trong cái tình huống xây dựng thì người ta nói rằng là cái doanh thu chúng ta được ghi nhận dựa trên cái phần mà chúng ta đã thực hiện là 35% này. Có nghĩa là tôi nhìn thấy cái cost to complete là 35% được nhân với cả cái profit ạ. Được chưa? Để ra cái expected profit to date và tính toán cái từ cái profit to date này tôi tính toán ra cái revenue mà tôi xứng đáng được nhận. Mọi người hiểu cách làm chưa ạ? Như thế là nó sẽ có 5 bước nhá. Bước thứ nhất này, tính ra profit. Bước thứ nhất là phải đọc hợp đồng để xem revenue ở đâu. Bước thứ hai là tính ra profit. Ok chưa ạ? Bước thứ ba là tính ra xem là cái expected profit. Đấy là cái bước mà mình involve cái 35% vào. Được chưa ạ? Bước thứ tư là tôi xác định cái doanh thu của tôi. Và bước thứ năm là xác định xem tôi có contract asset hay là có contract liability. Đấy, các bạn có 5 bước như vậy. Dạ, mọi người clear cái bài này chưa ạ? Bài đầu thì thấy phức tạp thì thôi, sau đấy là mọi người sẽ quen ngay. Đây là output, nhưng nếu là input ý, thì mình chỉ dựa vào cost thôi đúng không hả chị? Đúng rồi. Tại vì có bài á, thì người ta sẽ cho chúng ta là cái revenue là không xác định. Ví dụ như revenue là sẽ mark up on cost chẳng hạn, thì tôi chỉ mình chỉ có cost để tính thôi. Và cái nhiệm vụ của kế toán ở đây là nếu mà mình thấy cái input hay output cái nào đáng tin cậy hơn thì mình sẽ, và cái nào kiểu nó gọi là chính xác hơn không? Estimate. Đúng rồi, thứ nhất là chính xác hơn, nhưng thứ hai nữa là thực ra trong hợp đồng ấy, tại vì ở đây là cái chuẩn mực này nó tên là revenue from contract to customer, cho nên cái trọng tâm mà mình cần phải thu thập là cái hợp đồng và các điều khoản ở trên hợp đồng. Thì có những cái điều khoản, nó có những cái hợp đồng nó sẽ có điều khoản để cho chúng ta tính được dưới dạng profit như vừa xong. Đấy là cái mà chúng ta expected là có. Nhưng mà cũng có nhiều hợp đồng thì nó sẽ không có giá trị, mà nó chỉ có cái nghĩa vụ và cái chi phí phải bỏ ra, sau đó thì được chi trả một cái khoản markup, nghĩa là một cái khoản lợi nhuận ấy, dựa trên cái cost đấy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ không tính được, đúng không? Thế thì phụ thuộc vào cái thông tin trên hợp đồng cho thì mình mới biết được là mình cần tính cái gì. Nhưng mà cái concept chung á là chúng ta luôn luôn phải tính ra cái profit của cả cái hợp đồng đấy. Tại sao lại như thế? Bởi vì quay lại câu chuyện vừa xong, nếu như mà như mình vừa nói nhé, là cái cost to date và cái cost to complete nó có thể thay đổi hàng năm, thì đến một cái thời điểm nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy là chúng ta có thể bị lỗ, đúng không ạ? Ví dụ như là năm ngoái và năm nay chẳng hạn, bây giờ giá thép tăng cao như thế thì cost to date cũng tăng lên mà cost to complete cũng tăng lên.
thì chúng nó khi nó vượt qua cả doanh thu ạ, thì lúc đó chúng ta có một cái tình huống mà chúng ta trong chuẩn mực nó gọi là onerous contract, có nghĩa là hợp đồng chưa làm mà tôi đã biết là lỗ rồi, thì với cái hợp đồng đấy ạ là tôi phải trích lập dự phòng ngay lập tức, ngay tại cái thời điểm này tôi nhìn thấy đó. Thế thì đấy là lý do vì sao mà thật ra gọi là được lựa chọn, nhưng mà không phải lựa chọn là thích thế nào thì làm như thế, mà là mình có thông tin như thế nào thì mình có thể tính được như vậy. Nhưng mà concept chung là mình phải tính ra được profit của hợp đồng ạ, sau đấy thì mình mới quay lại để mình xem tại thời điểm này thì cái phần trăm profit đấy, cái số profit mà mình được nhận đấy nó tương đương với bao nhiêu doanh thu, đúng rồi, đúng không ạ? Nếu bạn nói như thế thì cái output method sẽ được dùng popular hơn đúng không chị? Không, không ai nói như thế cả, bởi vì là popular là do bạn nghĩ rằng là bạn có nhiều hợp đồng như vậy thôi, còn người ta vẫn tính trên cả hai cách, bởi vì nó sẽ có nhiều loại. Ví dụ như là cái chuẩn mực ngày xưa là chuẩn mực hợp đồng xây dựng ấy, thì nó không phải chỉ cho độ xây dựng mà nó còn áp dụng cho tất cả những cái, ví dụ như thiết kế gia công phần mềm chẳng hạn đấy, thì nó sẽ không 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 phải là popular hơn, mà là mình có thông tin gì thì mình tính theo cái thông tin đó. Ok, mình hiểu rồi. Ừ. Rồi bây giờ mọi người làm thêm một bài nữa để xem là đây đi ạ, bài 80 đi ạ, bài 80 dễ hơn, xong mình quay lại bài chính. Đây nhá, mình có một cái hợp đồng có total contract revenue là 120.000. Bây giờ mình quen với cái này rồi đúng không? Có cost to date là 48.000. Estimated cost to complete là 48.000. Dùng ba cái số này mình sẽ tính ra ngay được profit của hợp đồng, đúng không ạ? Là bằng 120.000 là total contract revenue, trừ đi 48.000 là cost to date là tôi đã bỏ tiền ra rồi, trừ đi tiếp 48.000 là cái số tiền mà tôi còn phải bỏ ra để cái hợp đồng này hoàn thành, đúng không? 48 và 48 là 96 nhỉ? Làm 24.000, profit bằng 24.000. Và the contract is agreed to be 45 complete. Vậy thì tôi sẽ có expected profit to date. Ngày hôm nay tôi được ghi nhận bao nhiêu ạ? 45% nhân với 24.000. Ơi mới tính ngày. $10.800. Đúng không ạ? Rồi ạ, bây giờ mình mới nhìn thấy rằng là build là 54.000, nhưng mà tôi biết tôi được ghi nhận những cái gì ạ? Thứ nhất này, tôi được đòi về cost 48.000 là bởi vì tôi bỏ tiền ra rồi. Tôi được đòi về profit của tôi là 10.800. Tôi vừa mới tính ra, đúng không? Mà tôi lại build 50.400. Nghĩa là tôi lại build ít hơn, đúng không ạ? Vậy thì thứ nhất là tôi sẽ có contract asset. Đầu tiên phải xác định là contract asset đã. Và tôi lấy 48.000 cộng 10.800 trừ đi 50.400. Đúng không ạ? Thì tôi sẽ ra là 8.400. Ok chưa? Đấy ạ, nó giống y như bài trên, nhưng bởi vì là chúng ta đã qua cái bài kia rồi thì đến bài này mình sẽ thấy easy hơn. Và nhắc lại nhá, là số build amount và số contract asset là hai tổng hàng khác nhau. Build amount chính là số account receivable, khoản phải thu ấy ạ. Nhưng mà contract asset là cái vẫn là cái future economic benefit mà tôi vẫn được nhận, bởi vì tại thời điểm này tôi có profit là 10.800 thì tôi sẽ có một cái contract asset là 84. Rồi ạ, mọi người thử đọc kỹ bài 79 và mọi người nghĩ xem là mọi người sẽ làm bài này như nào. Ở cái bài 79 này sẽ xuất hiện một cái chi tiết mà lúc mà mình chưa gặp thì mình cũng lại không biết xử lý nó thế nào, đúng không ạ? Now, the first October price well entered into the contract to construct a bridge over a river. The total contract revenue was 50 million. Now, mình có doanh thu là total contract revenue là 50 triệu. Sau đây chúng ta có này, dùng cái này phải xây mấy năm cầu mà.
chúng ta có cost to date gồm có material, labor and overhead, nhưng mà có một cái specialist plant acquired. Chúng ta mua một cái nhà xưởng để lắp đặt riêng cho cái công trình này. Đó, cái này là bỏ tiền ra rồi, nhưng mà nó sẽ dùng cho đến tận hết đời của cái cầu nhá. The sale value of the work has been agreed at 20 million and the estimate cost to the complete is 10 million. The specialist plant will have no residual value at the end of the contract and depreciate on the monthly basis. Nghĩa là nếu như mà hết hết cái dự án này thì cái plant đấy cũng vứt đi rồi, như kiểu cái nhà xưởng bằng tôn xong rồi bây giờ hết cái dự án thì người ta cũng vứt luôn đi ạ. Đó thì mình sẽ xử lý cái plant này là bằng cách là mình sẽ trừ hết cả 8 triệu này vào cái dự án này, như coi như mình coi như là nó đã tiêu hết rồi. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu như mà những bài khác người ta có thể nói với các bạn là cái plant nó sẽ có residual value, và khi mà cái plant nó có residual value thì các bạn lại phải để cái residual value đấy lại, không được tính toàn bộ cái chi phí đầu tư cái plant vào cái hợp đồng này. Nhưng trong bài này thì người ta lại nói là không có, đúng không ạ? Không có, không có giá trị gì cả. Ngoài ra thì cost to complete là 10 triệu. Như vậy thì mình cũng tính bình thường thôi đúng không? Mình có cost to date là 12 cộng 8 là 20 này. Đúng không? Revenue 50 trừ đi cost to date là 20. Đúng không ạ? Trừ tiếp cost to complete là 10. Thì tôi có tổng cộng profit là total profit là 20, đúng không ạ? Được ạ. Bây giờ nhá, người ta lại không cho các bạn phần trăm, mà người ta bảo là sale value of the work done thì đã được tính ra tiền là 22 triệu. Đó, bài này nó có một cái chi tiết như thế này. Thì các bạn sẽ phải tính cái profit to date. Đã nhé, mình nhân phần trăm. Thì bây giờ tôi sẽ nhân với tỷ lệ 22 chia 50. Được chưa ạ? Nó cũng chỉ là tỷ lệ thôi, ta chỉ lừa các bạn thôi. Đó, đây là 22 triệu này. Được chưa ạ? Đây là 50 triệu này. Đấy ạ. Thì tôi nói rằng là nó hoàn thành bao nhiêu phần trăm thì có nghĩa rằng là cái sale value của nó đang tương đương với bao nhiêu tiền. Thế thôi. 20.000 nhân với 22 chia 50. Đó, các bạn ra là 8.800. Được chưa ạ? Đấy ạ. Thì đấy là một số các cái kiểu hỏi mà nó cứ xiên xẹo đi ấy. Thì mọi người sai thôi. Tại vì cuối cùng thì người ta mong là các bạn bị nhầm mà, đúng không ạ? Và các bạn nhớ là trong tất cả các bài lập báo cáo á, thì đều có câu hỏi về sales nhá. Nhưng mà không phải lúc nào cũng là cái dạng bài này. Cái bài này nó hơi khó vì mình nghĩ rằng là phần lớn mọi người không làm xây dựng, cho nên mình mới dạy luôn để cho các bạn có thể có thời gian để về nhà để làm bài tập. Còn các cái phần doanh thu khác thì thực ra các bạn học 4F3 rồi. Ví dụ như doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, hay thậm chí nhá là substance over form, ví dụ như là doanh thu của đại lý hay gì đó, thì mình vẫn cứ tính là tại thời điểm nào mình ghi nhận được doanh thu thôi, và bản chất là doanh thu là gì thôi. Được chưa? Chỉ có cái phần hợp đồng xây dựng này nó hơi hơi khó một tí thì mình sẽ dạy chưa? Chưa, mình hỏi tức là nó khác nhau là contract asset với cả contract liability thôi đúng không? Nó khác nhau ở chỗ là mình phải tính profit chứ không phải tính doanh thu, không phải tính revenue. Không, nó khác nhau ở cái ý của mình là cái loại cái hợp đồng xây dựng ấy mà chị bảo là khó hơn cái thì khó hơn các cái doanh thu ghi nhận khác ấy, vì là nó khó hơn ở cái concept tính là không được tính bình thường ấy, là mọi người sẽ tính là doanh thu trừ đi chi phí ra lợi nhuận đúng không? Nhưng đây mình đang tính ngược lại, là mình đang tính cái tổng lợi nhuận của cả hợp đồng trước, rồi mình lại tính cái lợi nhuận của năm nay ghi nhận, rồi mình mới tính ra revenue của năm nay. Với cả mình có xuất phát hiện thêm cái phần là contract asset. Contract asset, đúng rồi. Contract asset là contract liability. Thì thực ra là định nghĩa về contract asset và contract liability nó chính là cái difference between cái revenue recognized và cái phần billed amount.
thế thôi đúng không? Ok. Đó. Rồi, mình làm thêm một câu 84 nữa nhé, để mình quay về về cả cái doanh thu thông thường, về cái định nghĩa thông thường doanh thu của chúng ta nhé. Bây giờ mình có một cái công ty, người ta bán máy photo ạ, bán cái thiết bị máy photocopy, và người ta đang lập báo cáo tài chính đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. Các bạn có một số cái thông tin như sau. Được chưa? Trường hợp nào là ghi nhận doanh thu đúng? Thứ nhất là agency sale 250,000. On which repro is entitled to a commission. À, bây giờ nếu như tôi bán hàng, tôi bán đại lý á, thì cái doanh thu đại lý là 250.000. Tôi có được ghi nhận là sale không? Hay là tôi chỉ được ghi nhận cái phần commission thôi? Mọi người hiểu câu hỏi không ạ? Chúng ta có ghi nhận doanh thu ở đây không ạ? Nhớ là với trường hợp đại lý á, thì chỉ có commission là được ghi nhận revenue. Ví dụ như là agency sale là 250 mà tôi chỉ được sẽ được hoa hồng 10% ấy, thì tôi chỉ được ghi nhận revenue là 25.000 thôi. Đó. Đó nhá, chứ không được ghi nhận cái agency sale. Tại sao? Bởi vì chúng ta không có cái quyền set ra cái fair price. Chúng ta không control được cái fair price, đúng không ạ? Mà đây là tôi bán đúng giá và tôi chỉ control là tôi chỉ mặc cả được cái phần commission của tôi thôi. Đấy, nên câu này không được ghi nhận revenue là 250. Tiếp này, bán xe lấy 210.000 được chưa ạ? Nhưng mà cái xe đấy were no longer required by repro. Nghĩa là nếu mà chúng ta bán một cái tài sản mà chúng ta không dùng nữa thì thực ra cái này nó là thanh lý tài sản, nếu không ạ? Và khi tôi làm thanh lý tài sản ấy, thì nó sẽ được ghi nhận vào tài khoản disposal như là một cái other income, chứ cũng không được ghi nhận vào doanh thu ạ. Câu 3 này, tôi bán 150.000 hàng hóa là vào đến ngày 30 tháng 9 năm 2024. The amount invoice and receipt from the customer là 180.000. Nhưng mà tôi billing mới có 180.000 thôi. Và trong 100 à xin lỗi, tôi bán hàng là 150.000 nhưng tôi billing là 180.000. Trong đấy có 30.000 là tôi sẽ thu bằng các cái dịch vụ trong vòng 2 năm tới. Thì mọi người sẽ thấy là ở đây sẽ ghi nhận như nào. Bây giờ tôi đang ghi nhận là sale là 150.000. Nhưng mà tôi billing là 180.000. Bởi vì trong đấy có 30.000 là cái dịch vụ tôi thu tiền trước mà tôi sẽ cung cấp sau trong vòng 2 năm. Câu này đúng không ạ? Như vậy thì ghi nhận doanh thu cho 50.000 đúng rồi. Còn 30.000 kia là deferred income đúng không? Mình là doanh thu nhận trước và mình sẽ phải 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 gọi là allocate dần vào trong 2 năm sau. Câu D này, tôi ghi nhận doanh thu là 200.000 cho một cái khách hàng mà sẽ trả vào 30 tháng 9 năm 2025, nghĩa là 2 năm sau, và họ có cost of capital là 10%. Các bạn nhớ cái tình huống này nhé. Mọi người nhớ là nếu mà hôm nay tôi bán 200.000 nhé, nhưng mà 2 năm sau họ sẽ trả. 2 năm sau mà họ sẽ trả 200.000 nhé, thì cái số tiền thực mà hôm nay tôi được ghi nhận doanh thu ấy, nó sẽ phải thấp hơn rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì ở trong trường hợp này coi như là tôi sẽ phải lấy đắt lên để tôi bù vào cái chi phí mà tôi phải đi vay trong suốt 2 năm chứ. Hay nói cách khác là cái này là bao gồm hai dịch vụ nhé. Một cái dịch vụ hai con số nhé, một là sale và hai là cái phần borrowing interest. Tôi phải coi như là tôi cho người ta vay tiền chứ đúng không ạ? Như vậy tôi sẽ lấy 200.000. Tôi chiết khấu với thời điểm hiện tại với tỷ lệ 10% trong vòng 2 năm. Mình không tính bởi vì câu này không đúng rồi cho nên không tính, nhưng mà giả sử nhé, nó là 183.000 chẳng hạn, còn cái này là 17.000 chẳng hạn. Đó thì sale tôi chỉ được ghi nhận 183.000 thôi. Đấy. Ví dụ như mọi người mua xe trả góp chẳng hạn đấy, đúng không? Thì mọi người sẽ thấy rằng là cái tổng cái số tiền mà mình trả góp ấy nó lớn hơn nhiều so với cả, nó có lớn hơn so với cả cái giá niêm yết, và cái chênh lệch đấy chính là lãi thôi. Ok chưa ạ? Đấy ạ. Thì buổi tới mình sẽ tiếp tục làm một số các cái bài tập ở phần này. Sau đó ngay buổi sau thôi thì mình ngoài cái câu hỏi multiple choice ở đây ra
thì mình sẽ bắt đầu làm thử một bài lập báo cáo, bởi vì tất cả các bài lập báo cáo ấy chỉ chờ mỗi các bạn học revenue xong nó có thể làm được, bởi vì nó sẽ có những cái nốt liên quan, và nốt bài nào cũng liên quan đến 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 doanh thu, và tương ứng như thế thì là một số các cái chuẩn mực khác thì trong lúc mà vừa làm vừa 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 giảng cho các bạn được phần lý thuyết luôn. Bởi vì là chúng ta có cái bài lập báo cáo 20 điểm, nhưng đồng thời chúng ta cũng có rất nhiều các bài multiple choice ở dưới dạng tình huống á, cho nên tại sao đây là lý do vì sao mà mình phải dạy nhanh cái phần IAS lên, mỗi một buổi mình phải dạy ít nhất là một IAS để các bạn có thể nhanh chóng nó chuyển sang phần lập báo cáo được, nếu không thì sẽ không không có nhiều cơ hội để làm nhiều báo cáo. Mà các bạn biết đấy, môn này nhá, mọi người đi thi ạ, là thi về kỹ năng, kiến thức là một phần thôi, nhưng mà phải là kỹ năng là báo cáo. Nếu mà kỹ, tại vì là mình đã nói buổi đầu tiên rồi ạ, nếu mà mọi người chỉ làm bài multiple choice thôi, các bạn không có cái khả năng để đỗ đâu, bởi vì là trong 60 điểm multiple choice đấy thì cũng có lẽ là cũng phải đến 1 phần 3 là sẽ rơi vào những phần mà lý thuyết mà các bạn không chắc chắn, hoặc là thấy nó khó. Đó, thế còn cái phần tính toán như thế này thì mình sẽ phải cover được khoảng độ 70%, nhưng mà 70% của 60 điểm thì vẫn chưa đủ 50 điểm đúng không? Cho nên kiểu gì cũng phải là bà làm là báo cáo là vì như vậy rồi ạ. Ok ạ, có ai có câu hỏi gì về phần hôm nay mình học không ạ? Ơi, cho em hỏi một chút ạ. Ừ. Tại vì thực ra cái câu hỏi này thì nó sẽ liên quan đến cái phần em đang làm ấy ạ. Tại vì Ừ. bên em là bán lẻ thì vừa nãy em có chị em nghe thấy chị còn nói cái ví dụ về cái việc là mua, giả sử như là mua 4 tặng 1 thì nó sẽ xác định là Ừ. thành. Thế nhưng mà trong trường hợp Ừ. mà ví dụ như là rất hay gặp đấy là ví dụ mua một cái bill tầm khoảng 100.000 thì sẽ được tặng một cái sản phẩm gì đó, hoặc là Ừ. sẽ được mua một cái sản phẩm gì đó với giá trị thấp hơn ấy. Thì em Ừ. đang không biết xử lý hai cái khoản này thì nó sẽ về Về bản nó sẽ như thế nào ấy ạ. bản chất là anh đang bán cái đấy là giảm giá, đúng không? Cũng vẫn là giảm giá đúng không ạ? Đúng Tại rồi. vì, vâng, tại vì là nếu như mà trong trường hợp mua 4 tặng 1 kia thì khi mà phân bổ cái giá trị của một mặt hàng kia về cho 4 cái item còn lại thì em đang thấy nó dễ hơn. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà kiểu như ra một cái bill là 100.000 xong sẽ được tặng các cái này xong này, đến khi đấy em lại phải chia ngược lại cho từng cái item mà nó rất là khác Thực biệt ấy ra ạ. ấy, bây giờ chị đang nhìn thấy là ở các siêu thị ấy, chị nghĩ rằng là doanh thu bị sai rất nhiều. Bởi vì ví dụ chị đi siêu thị nhá, chị thấy là cái bill này được tặng ấy, thì cái hàng đấy các bạn ấy sẽ bấm sẽ bắn một cái nó sẽ ra số là 0 đồng, đấy là bill cho khách hàng. Nhưng cái bill cho khách hàng đấy đồng thời là khi mà mọi người dùng cái phần mềm bán hàng ấy, thì mọi người cũng dùng luôn cái bill đấy để hạch toán doanh thu luôn Đúng rồi. đấy. Thế nên là chị rất nhiều lần chị suy nghĩ là không hiểu là bọn nó hạch toán doanh thu kiểu gì, bởi vì như này thì sai là cái chắc, tính là vì mình bị bệnh nghề nghiệp quá. Chứ đúng nguyên tắc ấy là các bạn phải tính cái fair price của cái fair value của cái hàng được tặng đấy. Ví dụ như là mua đấy, trước mặt mình đang có thùng bia, ví dụ như mua thùng bia thì tặng cái cốc, thì các bạn phải tính được là cái cốc ấy là giá là 2.000, thì các bạn sẽ phải trừ 2.000 đấy khỏi giá của cái thùng bia, và các bạn ấy ghi nhận là bán cái thùng bia không phải là với giá 300.000 mà là giá 298, và bán cái cốc này không có lãi với giá đúng như giá các bạn ấy mua là giá 2.000, thì nó sẽ khớp là cái revenue của cái cốc, revenue của cái cốc là 2.000, cái cost của cái cốc cũng là 2.000, thì nó sẽ không có profit ở cái cốc đấy đúng không? Nhưng mà cái lợi nhuận từ việc bán bia nó sẽ phải giảm đi đúng không? Đấy, thế nó mới đúng bản chất. Nhưng mà chị nghĩ là cái đấy nó impossible nếu mà không sửa phần mềm nhá. Thế nhưng mà thực tế bây giờ nhá, mình đi siêu thị thì mình luôn thấy là các bạn ấy bấm cái mã của thùng bia là 300, sau đó các bạn ấy bấm cái mã của cái cốc ấy thì nó ra 0 đồng đúng không? Chả biết là phải xử lý sau đấy thì phải phân bổ hay như thế nào. Em cũng không biết là tại vì bên em cũng chuẩn bị triển khai ấy, nhưng mà em cũng không rõ là sẽ phải xử lý cái đầu đấy như thế nào, cho nên em mới hỏi. Tại vì hiện tại khi mà em đang Ừ. hệ thống kế toán nó vẫn theo cái MISA cũ Chị ấy. thì chị nghĩ là phải lấy một cái mã đấy là mã quà tặng, sau đấy thì đấy thì doanh thu nó sẽ phải bằng đúng cái giá vốn. Cái đấy thực ra là làm thì vẫn làm được, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều tình huống, cho nên là sẽ phải ngồi nghĩ hết tất cả các tình huống cho tặng trên đời. Thế nên là thực ra tại sao chị chia sẻ như thế, bởi vì công ty chị bản chất là chị có một công ty con, và công ty con của chị làm ERP, cho nên là các bạn cũng phải đi những việc này và hỏi mình về IFS rất nhiều, bởi vì bây giờ cái cấu phần IFS trong SAP ấy thì nó cũng yêu cầu những cái này. Thế nhưng mà
Các bạn ấy rất là cú với bọn marketing, thì các bạn bảo là bọn marketing nó cứ nghĩ ra đủ trò, mà mỗi lần như thế thì nó lại ảnh hưởng đến cost, đúng không? Như thế, ví dụ như không phải là mua 4 tặng 1, là tặng cái đồ của mình thì nó rất đơn giản là chia giá là 4 phần 5 thôi, nhưng mà lại tặng một thứ khác phải đi mua về đấy, xong cái đi mua về đấy thì cái cost đấy nó lại không phải là cố định ý, lại phải theo dõi riêng, nghĩa là kế toán rất vất vả là phải theo dõi riêng cái những cái hàng tặng đấy. Đó. Chưa kể là ví dụ như cái hỗ trợ, ví dụ như em là bán lẻ nhá, thì các hãng ấy hay có những cái hỗ trợ, ví dụ như là bán đến doanh thu 1 tỷ thì sẽ được tặng một cái tủ lạnh chẳng hạn, đúng không? Đúng Thì cái tủ lạnh hay quả như nào em cho vào hàng tặng với cả mấy chú khác thì đấy, không biết làm như thì nhiều đây là nếu mà mình áp dụng IFRS cũng không được làm thế cơ nào. đấy, thế nên là mọi người cứ bảo là rất ghét bọn marketing cái chuyện nó toàn nghĩ ra đủ trò, nhưng nó thực ra là bây giờ quay sang áp dụng IFRS thì rất là vất vả, bởi vì là phải nghĩ hết tất cả những cái tình huống đấy để quay lại hạch toán, và nó phải nó như là bọn chị làm bánh ERP thì bọn chị thấy là các bạn ấy phải thay đổi hết từ việc từ cái cấu phần tồn kho luôn đấy, là đã phải thay để tính lại cost rồi. Nhưng mà cái đấy là có thực hiện được không ạ chị? Khó thực hiện được Có bởi vì mọi người làm hai mô đun em ạ, một mô đun IFRS và một mô đun VAS. Thế là nghĩa là ấy, bọn chị cứ treo rằng là bây giờ kế toán làm IFRS, nghĩa là kế toán bây giờ khổ gấp 4 lần mọi ngày xưa, bởi vì là không phải chỉ là ngày xưa bảo hai sổ chỉ là trốn thuế thôi, đúng không? Bây giờ hai sổ là còn gì phải làm IFRS nữa, mà bây giờ đến năm nay này là rất nhiều công ty đã bắt đầu là áp dụng IFRS rồi này, nên là bọn chị ERP là phải có hẳn một cái module chuyển sang IFRS rồi. Thế thì mô đun đấy là convert hay là Không, không hề convert, không hề convert, convert là sai nhá. vì convert nào Convert là mình à lấy cái số cuối VAT cùng mình convert. Nhưng thực tế hạch toán theo IFRS là Việt Anh sẽ phải hạch toán từng giao dịch một theo IFRS, nó khác nhau. hai cái tức là như kiểu mình lập đúng từ transaction lên đúng không? Đúng rồi, thì mới đúng được. Chứ còn convert doanh thu chi phí đúng nào được. Cho nên là mình cứ nghe là rất nhiều người hiểu nhầm ấy, mọi người cứ bảo mình là hãy mở một cái khóa convert báo cáo sang IFRS đi. Khổ, mình không thể nào giải thích được với mọi người rằng là cái chuyện convert đấy chỉ là đối phó thôi, mà nó không đúng. Còn nếu mà đúng hay toàn đúng ấy, thì nó phải phải từng transaction nó theo IFRS cơ, bởi vì về bản chất là các cái chuẩn mực hướng dẫn khác nhau. Chị ơi cho mình hỏi nhá, mình đang muốn tìm một cái lớp AFF 9 ấy, chị có thể recommend cho mình không? IFRS 9 hình như là trong cái diploma of IFRS của ACCA ấy, có IFRS 9 á. Không, ý là mình muốn cho cái team của mình ấy, các bạn ấy nắm được, chỉ cần tại vì cái phần bên đấy thì 80% đến 90% là sau này sẽ chuyển một Bởi vì buổi. là financial instrument đúng không? Để Ý tớ thử tìm thử trong cái course IFRS kit có không thì tớ sẽ bảo Việt Anh. Tại vì tớ ấy là tớ học IFRS của một cái chị dạy tất cả các chuẩn mực, nhưng mà cái để tớ chả nhớ có IFRS 9 không, tớ chả dùng, tớ chả làm, tớ không không để ý lắm. chị Tây à? Không, tại đây Nhưng mà dạy hay lắm. tớ lại phải muốn tìm lớp tiếng Việt cơ, tại vì cái team này nó cũng không khá tiếng Anh lắm ấy. Thế nhưng mà Có để thế. ôi, tại vì bây giờ sẽ phải làm nhiều cái liên quan đến cái chín ấy, thế là các bạn ấy thì mình muốn là cho các bạn đi học, cho bạn ấy thoải mái tinh thần ấy, chứ mình đối với tôi nghĩ là nó không, chủ yếu là giờ risk với cả bên nó là phải có một cái hệ thống IT hỗ trợ để nó tính toán đến từng transaction thôi, chứ còn về concept thì nó Thật ra ấy, cái financial instrument ở Việt Nam ấy nó là như này cơ. IFRS 9 không không giải quyết được vấn đề đâu. IAS 32 là nói về việc ghi nhận các cái financial instrument. IFRS 9 là chỉ nói về việc calculation, nghĩa là tính toán đo lường thôi. Đó, đấy bà trình bày như thế nào. Thế nhưng mà nếu mà ghi nhận không đúng thì rõ ràng là tính toán với trình bày sẽ không đúng. Nhưng ở Việt Nam á, thì mình lại chỉ có quy định mỗi một cái là quy định về trình bày không thôi. Nghĩa là cái lý do mà mình ra cái thông tư bao nhiêu tôi quên mất rồi, về cái trình bày các cái công cụ tài chính ấy. Đấy là tại cái thời điểm đấy là mình gia nhập với WTO. Nếu mình không có những cái quy định để ghi nhận các công tài chính trên báo cáo tài chính thì mình không đủ điều kiện để gia nhập. Thế là các ông Bộ Tài chính các ông ý ra luôn một cái thông tư hướng dẫn là ghi nhận, quên, hướng dẫn là trình bày trên báo cáo như thế nào. Cho nên mọi người sẽ thấy rằng là bây giờ các bạn đọc báo cáo tài chính ý, các bạn cứ thấy có một cái phần thuyết minh về công cụ tài chính không?
thế nào thì gọi là tài sản tài chính, thế nào là công nợ tài chính không. Nhưng thực ra ấy, những cái đấy nó không có ý nghĩa gì hết, bởi vì là có đo lường đâu, có đánh giá theo fair value, có đánh giá rủi ro đâu, mà cái đấy chỉ là trình bày thôi. Thì cái của Việt Nam nó đang đang bị form over substance đó. Thế nhưng mà nếu như muốn học về chuẩn mực thì cũng cũng được thôi, cũng có thôi, nhưng tớ nghĩ rằng là áp dụng ở Việt Nam nó sẽ chưa chưa được clear như thế. Nhưng tuy nhiên thì tớ nghĩ là với một cái đơn vị như là chỗ Việt Anh ấy thì cũng nên học, bởi vì là sooner or later là sẽ phải chuyển sang IFRS hết. Bởi vì là nếu như theo lộ trình thì đến 2025 là tất cả các cái doanh nghiệp niêm yết, tất cả các cái đơn vị có lợi ích công chúng nó sẽ phải áp dụng IFRS hết rồi. Đấy là khuyến khích hay bắt buộc hả chị? Bắt buộc 2025 là bắt buộc nhá, năm nay là khuyến khích này, 2022 là khuyến khích, và lộ trình ở đấy là 2025 là bắt buộc, cho nên chúng cũng không có nhiều thời gian đâu. Thực ra tớ nói cái câu chuyện 2022 này là khuyến khích ấy, là từ rất lâu, từ những cái năm 2018, 2019 mình đi dạy, mình đã khuyến khích mọi người học ACC nhanh lên, bởi vì đến bây giờ sắp đến lúc cần lắm rồi, không ai nghe. Thì đến năm vừa rồi, đến năm 2021 ấy, thì là trời ơi, những cái lớp sớt IFRS, nhà deep IFRS đông kinh khủng, bởi vì là các cái doanh nghiệp FDI mọi người bắt đầu đi học ấy thì rất là đông. Thế nhưng mà thật ra đi học là một chuyện thôi, còn còn ứng dụng vào cái doanh nghiệp của mình, dùng những cái case, những cái tình huống kia thì không phải là cái nào mình cũng con bốt được từ cái hiện tại với hải toàn sang đâu. Nên là tại sao mà phải làm một cái hệ thống song song, tồn tại song song. Cho nên là hôm vừa rồi tớ vừa có một cái tranh cãi, đấy là các bạn ấy bảo là nói hai sổ là xấu ấy, thì tớ mới bảo là thực ra ấy, hai sổ cho mục đích gì thôi, chứ còn chúng ta chuẩn bị làm hết hai sổ, mình phải làm một sổ VS, một sổ IFRS đúng không, chả là hai sổ à, rõ ràng là kết quả khác nhau gì đó. Nhưng mà mọi người từ trước đến giờ cứ nói đến từ hai sổ là nghĩ đến trốn thuế thôi, nhưng thực tế thì bây giờ có lẽ là một doanh nghiệp sẽ có rất nhiều hệ thống sổ đấy, nên mọi người chịu khó học ACCA vào nhá, bởi vì là sắp sửa sau khi mà các bạn học xong môn này, các bạn học tiếp môn 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 SBR, Strategic Business Reporting nữa, thì là nói chung là mình nghĩ là tất cả những cái tình huống khủng hoảng nhất là cũng sẽ deal được. Rồi ok, thôi mình nghỉ ở đây ạ. Mọi người đến thứ tư, mọi người nhớ là thứ tư là mình có một buổi làm bài tập, và mình sẽ hướng dẫn mọi người lên báo cáo ạ. Rồi ok, cảm ơn mọi người nha. Chị, em chào chị.